cái hũ như cái hũ vụ của Thạch Thanh Lý Thông á. Ồ, ông Sáu lượm được luôn. Ông lượm được. Ông coi chồng tưởng nó nhét vàng, ta nhét trong hang lâu. Đây qua cái xuồng đáy nè, bị dỗ cái đít về sưng cái đít bên bự tổ mẹ. Bị dỗ cái đít luôn hả? Ờ, bị dỗ cái đít sưng. Mấy giấy. Bên đó đó. Bên nào, chỗ nào? Bên cái lỗ đó đó. Lỗ qua xuồng đó mà lại đặng á, cái cây ở dưới cái vậy đó, không biết ở đâu cầm mà cái xuồng ông quấn vô trong đó. Nó quấn vô trong đó rồi. Cái sợi dây ha. Ờ, sợi dây quấn trong cái cây đó mà. Đó nếu mà không có quấn dây ra là chắc ông trời ra tông quấn hồn heo rồi. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay trong cái quá trình mà đi đặt lú với anh Trí, cô đơn mà vợ bỏ đi không lời từ biệt các cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ có gặp ông Sáu với bà Sáu đang đặt lú ở trong đây, được gọi là hang tiền. Hang tiền ở clip trước Bùi Hồ nói hay còn gọi là hang vua. Trước đây khi vua Gia Long Nguyễn Ánh bị sự truy đuổi của quân Tây Sơn, thì trong khi ông chạy về Phú Quốc thì ông có ẩn trốn ở trong cái hang này, và sau này người ta được gọi là hang vua hay còn gọi là hang tiền. Và hình ảnh bà Sáu đang ăn cơm với cô bác của anh chị, một cái chiếc ghe rất là chồng chềnh. Hôm nay ăn cơm được hả bà Sáu? Hôm nay ngồi trên xuồng cơm được hả? Dạ dạ. Hang này rất là linh thiêng luôn á, và người dân ở đây người ta thường lập những cái bàn thờ để người ta thờ, để cũng như tưởng nhớ nơi mà vua đã từng đi qua. Và hình ảnh cô bác quý anh chị thấy đó là bà Sáu đang ăn cơm. Bà Sáu đậu xuồng đó đi. Và ông Sáu đang đặt hả bà Sáu? Đang đặt bẫy. Dạ. Đặt gặp. Ăn cơm gì bà Sáu ơi? Ngon ha. Dạ. Mời con, bà có đủ cơm ăn không? Để ăn chén đi. Dạ. Để ăn chén cơm đi. Thôi con, bà mời con mà không đủ cơm ăn rồi sao? Bùi Hồ phải vừa một tay bơi á, một tay quay. Bà mời con mà không đủ cơm ăn rồi sao? Không, con không ăn. Đây, hang vua trên đó rất là đẹp, đúng không? Bà có vua Gia Long chạy về đây nè. Thanh trọng ha. Mà nhờ cái bè gái thần. Dạ? Bè gái thần á. Bè gì? Bè gái, về đây thanh trọng nè, nhờ bè gái thần xóa dấu dò ổng. Ổng chạy vô hang, trốn xóa dấu dò ổng. Thành ra ổng mấy là trốn khỏi thôi, là giật nó giết ổng rồi, ổng trốn chậm á. Ô, bà Sáu biết luôn hả? Ừ, cái lịch sử mà. Rồi nó xóa dấu dò ổng hết trơn, thành ra ổng trốn đây, ổng sao mấy im ổng mới chạy về bển. Chạy về đâu? Chạy về Phú Quốc. Dạ. Ừ. Mà ổng ảnh đứa con đi đó nghe, là không có sữa cho bú, ổng cắn nó tao con lấy máu cho nó uống đó. Nó nứt máu để rằng nó sống. Ông vô ổng ẩm đứa con ổng chạy luôn. Ẩm con chạy giặt á, chạy qua đây nè, vô vô hang này nè. Dạ. Ừ. Rồi ổng cắn máu. Rồi đâu có sữa cho bú. Dạ. Ừ, lúc đó có cung nữ không? Không, chạy giặt mà có mình nên ổng qua đây nè, cái bầy gái thằng nó mới xó vô giò ổng. Xó vô giò ổng thành ra ổng chạy khỏi. Mấy con mấy con gái cá ha. Mấy con gái, ừ mấy con gái cá. Dạ. Ăn đi, ăn chén cơm với rồi sao. Rồi ngoài cái câu chuyện nó còn cái câu chuyện nào nữa không bà sao? Không, bà biết nhiêu nói nhiêu. Dạ. Ừ. Là ổng ẩn cư ở đây là bao lâu rồi sao? Mình cũng không biết, mà hồi xưa mấy ông xưa đó người ta nói cho mình nghe. Mình ở đây mình ở nè. Ta nói cho mình nghe, giờ mình nói lại. Có người gọi là hang tiền, có người gọi là hang vua. Thì hang vua Gia Long. Thì sao gọi là hang tiền mà sao? Hang tiền biết sao không? Hồi đó mấy người mà chạy vượt biên đó. Tiền bỏ đây nhấp hết trơn nè, nhét trong dép lào. Sao mấy người kia lại thấy dép lào á, xé ra đang kiếm vàng, kiếm vàng nhét trong dép á. Rồi tiền thì lại đây bỏ nhấp hết trơn, bỏ vài trăm hàng tiền này người ta lại người ta lụm. Lúc mà chạy vượt biên đó, đi vượt biên đó. Rồi xong chạy lại đây nè, bị vượt tàu ngoài vô đây nè, trốn ẩn. Vậy là trước đây thì có tên là hang vua. Là ông vua Gia Long ổng chạy đến đây. Và đàn gái cá đã cứu. Ừ, đã xóa dấu dò ổng. Xóa dấu dò ổng. Ừ. Thì sau đó có tên là hang tiền, vì những năm mà vượt biên thì người ta lại bỏ tiền ở đây.
bỏ tiền bỏ vàng nhét vô dép đồ lại tới đây đi ngược tới đây là tháo bỏ hết trơn. Bởi vì ông sao ông lụm được cái hũ, cái hũ như cái hũ vụ của Thạch Thanh Lý Thông á. Ồ, ông sao lụm được luôn? Ông lụm được. Ông coi chồng ông tưởng nó nhét vàng, ta nhét trong hang lôi ra tưởng nó có vàng có tiền rồi, vàng có hũ không, hũ đó là hũ có cụ á nha. Đâu còn gì giữ không mà sao? Không, cái hũ đó còn nha. Ồ, ra vậy? Ừ. Hũ đó là cũ hũ của ông vua hay là hũ của mấy người vượt biên? Cái hũ đó người ta bỏ mình biết của ai. Nhưng mà cái hũ vụ của Thạch Thanh hồi xưa đó. Cái hũ đó đó. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mẹ ăn cơm không? Bà Sáu thường ở đây thì bà Sáu có thường lên lên thắp thắp nhang ở trên ông vua không? Có, tại vì miếng đất của mình Sáu đây nè. Dạ. Ờ, chắc bên lên đây mỗi lần ra đây thì ghé vô Sáu hơn cúng. Dạ. Ừ. Ở đây cái bà Sáu thấy có sự tâm linh nào không? Đi thường đi buổi tối á. Để tôi nói cho mày nghe cái tâm linh. Bà Sáu đó đi đặt gặp ở ngoài, cái tôi vô đó đó tôi đậu. Mình nói mình không mắc cỡ nghe. Cho đậu cái mặt đá cho tôi xài một cái xuồng đáy nè, bị vỗ cái đít về xưng cái đít bên bự tổ mẹ. Bị vỗ cái đít luôn hả? Ờ, bị vỗ cái đít sưng. Mấy giấy. Bên đó đó. Bên nào chỗ nào? Bên cái lỗ đó đó. Lỗ đó đó hả? Ờ, sao mấy giấy, tao nói giấy thôi con lỡ tầm bậy á, con đánh bậy. Thôi, ông bà đang tha thứ cho con hết đi rồi con ra con nấu chè ra con cúng trái cây đồ đốt nhang đốt đồ, cái làm cái bàn thờ bên đó đó. Bà Sáu làm luôn hả? Ờ, ổng làm nha, giông gió cỡ nào cũng vậy chân gầm 30 là nấu chè ra cúng thôi đem trái cây. Đâu có nửa năm gì đó ai phá banh cạnh trên cỡ bỏ luôn. Ông Sáu ngày xưa là ông lượm được cái bình cổ không Sáu? Cái hũ vụ của Thạch Xanh của Lý Thông. Cái ba mấy à? Dạ. Ba mấy lít à? Ba mấy lít hả? Bình cổ. Cái hũ vụ đó mà. Dạ. Ông Sáu. Ông Sáu. Ông Sáu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bà Sáu kể hồi ở đây mắc tiểu không dám đi tiểu luôn. Sao vậy? Sao bị vỗ đít nữa hả? Dạ. Thiệt đó, bên đó nó đậu, bên đó núp đó. Mình vẫn thấy chứ biết lên hay không ta lại đây tôi xin số hoài. Ta bị, ta mới biết. Bị vỗ đít ta mới biết cái tâm linh đó ta cúng. Lâu chưa rồi Sáu? Lâu rồi, cũng mà tới 5-7 năm nay rồi. Còn ông Sáu? Cái lỗ đó nó có cái lỗ ở trên này nè mà giờ lên đó là nó quần quần đẹp lắm trên đó, trên đó ở đây đó, cái lỗ đó đó nói là trong hai này nè ban đêm á là có thằng chư thần, chư thần á, chư thần dữ hả? Ờ, ổng ngủ đây nè, ngủ đây nè, ngủ trên cái mà đó đó đó. Ừ, ngủ đây chết ở đây luôn, chết trên sườn, ổng nằm trên sườn luôn. Đấy, chỗ này là chỗ cái nhà nằm cũng như mình ngủ vậy đó, ổng nằm như mình ngủ vậy đó. Bây giờ còn cái hang trong đó là để thờ ổng, trong cái lỗ đó có cái đi hương. Dạ rồi. Là một người người chết đây ha. Ờ. Chỗ này là đúng ra là hai người. Hai người chết. Hai người chết luôn. Ừ. Chết tại chỗ này hay là chết chỗ khác trôi lợn? Thằng học sinh nó chết ở ngoài này. Dạ. Sinh thì chết đây nè. Học sinh hả? Không phải là hột giò. Dập bẻ. Dập bẻ hay gì em biết. Đi một thái đoàn là đông lắm. Nha. Rồi ra cái thành phố mà. Rồi bắt đầu đi xuống đây về tham quan đây nè, lội đi á tới chừng về tới cục đá trống đó đó, đá hơi đó đó, cục đá ngoài này ha. Ừ. Dạ rồi bắt đầu mới nhớ chợt lại thiếu thằng lại kiếm kêu anh thấy lội đi ra kiếm ngoài này thì nó kia nó là đó tắm ngoại á, thì ra thì nó đi lại thì rụng đó chết luôn. Ừ, chết. Là một thằng người học sinh, còn ai nữa? Còn ông Tư ở đây nè. Ông chết, chú ông Phượng đây. Chú Cao. Sao? Sao này? Nào, chú là học sinh nó chết lâu rồi không Sáu? Chết lâu rồi. Hả? Ấy thùng nước đó. Đem lên đây nè. Lấy cái thùng nước. Tao mới mua nãy ra lấy cái gà cúng đó. Cái gì đó. Rồi mới kết lại. Mới hai bữa nay hôm qua anh kia vậy đó. Về. Hả? Ông Sáu chứng kiến luôn. Thì tôi ra làm cỏ đây nè, thấy nè. Còn dạ. Cái ông Tư? Ông Tư thì chết ở đây nhưng mà xuống cho lại đó đó. Cũng tâm linh. Ừ, ổng ở đây, ổng đâu có bột xuồng đâu mà là đẳng cái cây ở dưới vậy đó. Không biết ở đâu cầm mà cái xuồng ổng quấn vô trong đó. Nó quấn vô trong đó rồi. Cái sợi dây ha? Ừ, sợi dây quấn trong cái cây đó mà ổng. Đó, nếu mà không có quấn dây đó là chắc ổng trôi ra tông quấn hồn heo ngoài.
Ông chết trên xuồng hay gì? Chết trên xuồng, nằm như người nằm ngủ vậy đó. Nằm ngủ vậy đó, xếp giò, xếp tay, xui đàng hoàng. Không có ấy gì hết trơn. Dạ. Mà chỉ có học máu thôi. Máu hồng trào ra 3 ngày mới mới lấy tay giảm gì à. Là ông Tư chết ở chỗ này luôn? Ừ. Là sao ông Tư xỉn gì, sai gì? Không có. Ông ăn lần sam, trứng sam chết thôi gì. Ăn con sam hả? À, sam á. Là ông làm nghề chạy lưới luôn hả? Ừ, ông đặt gặp như mình vậy nè, với đặt cá ngát. Kêu ông Tư cá ngát á. Ờ, đặt cá ngát hả? À, ông mất lâu chưa ông sao? Hả? Ông mất lâu chưa? Mất này cũng lâu à. Ba cũng năm rồi. À, trước là chưa cái đây này là để cái nhà thờ ở đây nè. Tôi đi ra là đốt nhang đây rồi lại đốt nhang cho ông. Bởi vì ổng đi bán cá đồ kia vô cho tôi đó. Vô nhà mình á. Vô nhà chơi nói chuyện uống trà rồi. Uống trà không biết về. Dạ. Mà ổng ngủ hồi này của mình ổng hả? Cái nó ra chừng nước mưa nó nhiều. Dạ, dạ. Vậy ông Sáu với bà Sáu không sợ sao? Dạ đâu, đây sống quen. Bảo mẹ mà. Bảo mẹ đâu có sợ gì. Lúc đó là ông Tư bao nhiêu tuổi không sao? Ông lớn, ổng tuổi dậu á. Năm nay chắc ổng cũng bảy mấy 80 mà có mình nên ổng vậy đó. Ông sau có mình nên ổng à với xuồng. Dạ. Còn ở trong này á là người cứ nghe người ta đi người ta nói thôi. Với ổng nói con đêm có chi ta hành thằng á là xuống đây. Ông Tư kể cho ông Sáu hả? Ờ, đây ông ngủ ngoài này. Ông Tư ngủ ngoài này luôn. Ông ngủ ngoài này, ông ở trên cái thềm đó đó. Ông ở trên thềm nè, lúc đó chưa có xe thềm. Ông đốt nhang cúng đồ kia đây mà. Cúng lại đây mà. Ờ, coi như ông giữ đây luôn. Ờ. Ông không có gia đình hả? Không. Có gia đình nhưng mà ông có là về gia đình. Dạ. Rồi. Ông mà ở lại đây, ông ở đây luôn à. Dạ. Ông chết lấy điện cho con ông là hơi. Mới cho ông bằng nghĩa trang này nè. Rồi chôn ổng ở đâu? Nghĩa trang. Chở vô trên bờ rồi chôn nghĩa trang này nè. Dạ. Còn cái thằng thanh niên đó chết thì muối cho mấy cây nước đá là làm cái mấy cái thùng nước đá đập bể ra rồi để nó nằm dài trong đó đó rồi ướp nước đá vô chở về thành phố. Trời ơi. Đau thương ha. Ừ, thấy thảm khổ lắm mà ở đây này hát đem vô đâu có được đâu sống. Để chiếc xuồng vô ta chổng chìm mấy lần. Chìm mấy lần vớt nó lên rồi để lên xuồng đi nữa. Mà chiếc xuồng bé tám nhỏ xíu. Tâm linh thì không có thể nào đùa giỡn được. Ừ. Ở đây thấy vậy mình thì anh thấy chứ là nhưng ổng rồi kia với mấy người ta lại đây ta rủ rồi kia đi mưa gặp lắm. Ừ, gặp với các dây thần nè về đây á. Bởi vì người ta mới làm cái này người ta thờ đó. Dạ. Hồi đó thật thờ nhiều lắm dẹp bớt rồi đó. Hồi đó chỉ là có ly hương thôi. Ly hương chỗ đó thôi. Mới thời gian này nè. Rồi ông Sáu bà Sáu đặt chút xíu nữa thăm hả? Không có đâu, bỏ tới sáng nay. Sáng thăm. Hôm hôm lên chỉnh lấy từ lúc 6 giờ mà tới về tới nhà 9 giờ. Dạ. Trên xe mai á. Cái nãy chạy chỉnh ta đặt hết chỗ rồi. Mình đặt chỗ khác. Ờ giờ mình chạy về đây. Về đây đặt ra. Đâu có đặt ở đây, đặt ở đây có mẹ gì đâu, đặt đây có ông thức dở chân à. Dạ. Cảm ơn Sáu bà Sáu nhiều. À, ngày mai.